Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam ngày 29 tháng 3 năm 2022. Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Chiều ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 Bộ luật hình sự. Sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết nhà chức trách đã đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với những người có liên quan. Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ 3, phê chuẩn theo quy định pháp luật. Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Tiến hành Điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trên dấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28 tháng 3, trước câu hỏi của thực hư thông tin việc ông Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh, một lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nói: "Không, không có gì cả." Vị lãnh đạo khẳng định thông tin bắt là sai sự thật, nhà chức trách đang xác minh ai là người tung tin đó. Trước đó, hôm 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Quyết đã có hành vi bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên ngày 10 tháng 1 mà không báo cáo về việc sự kiến giao dịch, không công bố thông tin. Cụ thể, ông Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 5, điểm H khoản 5 điều 33 nghị định 156 phần 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn